Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, vào chiều ngày 6 tháng 8, tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự hội nghị. Tại hội nghị Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố quyết định số 1419 ngày 1 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Quốc Khánh nhận trọng trách mới, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục cùng với Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15. Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1969, dân tộc Thái, quê quán xã Trường Bàn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ông Khánh gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1999, trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp, quản lý nhà nước, kiểm tra viên chính, chứng chỉ chuyên viên cao cấp từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 7 năm 2003, ông Hoàng Quốc Khánh từng học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. Trước khi làm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, ông Hoàng Quốc Khánh từng trải qua các chức vụ: Phó chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên, Bí thư huyện ủy Phú Yên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn La. Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sơn La, thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sơn La. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 8, tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị về công tác cán bộ để công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Theo đó, ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký quyết định số 1403 về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trước đó vào ngày 22 tháng 7, tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, 100% đồng chí tỉnh ủy viên có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và 100% đồng chí tỉnh ủy viên có mặt đã bỏ phiếu thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Dũng để Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng sinh ngày 1 tháng 7 năm 1967, quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nay là phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng có quá trình công tác như sau: từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 4 năm 2010 là phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012 là phó trưởng phòng Công an huyện Đông Sơn tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm 2014 là trưởng phòng Bảo vệ chính trị, trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam từ ngày 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 8 tháng 11 năm 2019 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 2 năm 2020, đồng chí Nguyễn Đức Dũng được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 3 năm 2020, Đồng chí Nguyễn Đức Dũng được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2024, ông Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Tại hội nghị Tỉnh ủy diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 7 năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Vào ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời hạn giữ chức đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến hết tuổi phục vụ tại ngũ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn sinh năm 1966, hiện là Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng cũng quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9. Quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, sinh năm 1965, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Đồng thời, Thủ tướng quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, sinh năm 1965, hiện là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Theo Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam sửa đổi năm 2019, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quân đội được phân theo cấp bậc hàm. Cụ thể Cấp úy là 46 tuổi, cấp thiếu tá là 48 tuổi, cấp trung tá là 51 tuổi, cấp thượng tá là 54 tuổi. Các độ tuổi nói trên áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Từ cấp đại tá, hạn tuổi cao nhất đối với nam là 57 tuổi, đối với nữ là 54 tuổi. Đối với cấp tướng thì nam là 60 tuổi, nữ là 55 tuổi. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 641 ngày 15 tháng 7 năm 2024 bổ sung ba nhân sự là Bộ trưởng Bộ Công an, Ngoại giao và Tổng thanh tra Chính phủ làm thành viên Ban chỉ đạo ra soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể các thành viên được bổ sung vào Ban chỉ đạo ra soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm thượng tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an, ông Bùi Thanh Sơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Đoàn Hồng Phong Tổng thanh tra Chính phủ. Ban chỉ đạo giả soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được thành lập theo quyết định số 603 ngày 8 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, trưởng ban chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó trưởng ban gồm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng. Ban chỉ đạo ra soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ, cơ quan khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc bất cập trong các quy định pháp luật đã được chỉ ra tại các báo cáo của chính phủ về ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện nghị quyết số 101 và nghị quyết số 110 của Quốc hội khóa 15, đồng thời tiếp tục tổng hợp ra soát các vướng mắc bất cập phát sinh nếu có đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương giả soát các văn bản pháp luật, nhất là luật ngân sách nhà nước, luật quản lý nợ công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư công, các luật thuế, luật dược và các văn bản hướng dẫn xác định các vướng mắc, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ ở tầm luật. Đề xuất chính phủ báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 15 xem xét, ban hành văn bản phù hợp, hiệu quả để xử lý ngay các bất cập, pháp lý phát sinh trong thực tiễn cản trở sự phát triển. Thưa quý vị, trong tuần qua, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7, các tỉnh thành phố Thái Nguyên, Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm bầu nhiều nhân sự chủ chốt. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch tỉnh. Ngày 1 tháng 7, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký thay Thủ tướng các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại quyết định số 572 quy đề TTG, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ. Đồng thời, tại quyết định số 575 quy đề TTG, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Quảng Nam. Cũng trong ngày 1 tháng 7, tại Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Đại tá Đoàn Duy Tân, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại Thành ủy Đà Nẵng và phân công bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy cũng có quyết định giao ông Đoàn Duy Tân chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Ban Tổ chức Thành ủy cho đến khi kiện toàn chức danh trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tại tỉnh Thái Nguyên, sáng mùng 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy công bố quyết định số 2074 QĐ-TU ngày 16 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng tỉnh ủy từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Quyết định số 2092/QDTU ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động ông Ngô Xuân Tình, Phó Tránh Văn phòng tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng mùng 3 tháng 7, tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 khóa 11 2019-2024, các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử chức danh chủ tịch ủy ban đối với ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Phước Lộc, sinh năm 1970, quê quán xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, là cử nhân quản trị kinh doanh và cử nhân chính trị học ông Lộc từng đảm nhiệm một số vị trí như Phó trưởng ban dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và hiện là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Hưng Yên, ngày 4 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quy định số 1289, quy đề UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ông Nguyễn Đức Kiền, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thời hạn 5 năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Đức Kiền tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 5 tháng 7, Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động bà Trần Thị Tú Viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kể từ ngày 5 tháng 7 năm 2024 để giới thiệu hiệp thương cử tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Điều động ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kể từ ngày 5 tháng 7 năm 2024 để bao giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày mùng 5 tháng 7, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bình Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 17, công bố quyết định của Ban Bí Thư về việc chỉ định hai đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 20 và bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy khóa 20. Chủ trì hội nghị lần thứ 17 do ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị lần thứ 17 thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Giờ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã công bố quyết định của ban bí thư về việc chỉ định hai đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể là Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, và ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại